Rồi thì hôm nay mình sẽ vào đó là hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người đó là cách để mọi người có thể là có được cái kinh nghiệm để mọi người chơi. Mình cũng hiếm lắm mình chia sẻ được cái kinh nghiệm để anh em có thể chơi cầu kèo mà từ vốn thấp này để anh em có thể soi được cầu được kèo từ vốn thấp 50k này. Ok chưa? Cách chơi của mình á đó là sẽ vào xem mỗi mình nói chung là không phải chơi tất cả là chơi có mỗi một loại game mà mình sẽ chơi vào thấy cái cầu nào nó đẹp thì mình mới bắt đầu theo nhá. Chẳng hạn như Long Hổ này thì mình nghĩ là phát sau ấy thì nó sẽ đi cầu 22. Ok này, đúng là cầu rồi. Nó có thể là nó sẽ về cầu 22. Đó thì xem theo có qua cái cầu á thì anh em thấy cái cầu nào đẹp mà anh em nghĩ tỷ lệ phần trăm ăn nó ra cao thì anh em chơi. Bởi vì thường thường như sau, mình sẽ nói qua luôn đó là nó trong cái những cái con game như thế này nó có bịp hay không á thì mới thật đấy, là chắc chắn là con game nào cũng bịp cả. Chứ đừng nói chuyện của con game này không bịp mà con game không bịp. Chắc chắn là con game nào cũng bịp. Ok này, về dòng tiếp này. Đó thì chắc chắn là con game nào cũng bịp. Nhưng mà nó bịp theo kiểu như nào mình sẽ nói qua. Là thường thường mỗi một cái này nó sẽ có theo từng phiên để anh em của đấy. Thì bình thường là Long Hổ này nó sẽ có từng phiên. Phiên thì mỗi phiên thì bình thường như tài xỉu á, mỗi phiên nó có tầm 6 cầu. 6 cầu thì đi nó sẽ đi theo kiểu là 6 cầu, nó sẽ đợi cho những cái ông lớn ấy. Chứ còn nói thật chưa anh em, với cái vốn á, với cái vốn tầm 50k này á thì á chả thằng nào nó soi anh em, chả thằng nào thèm bịp anh em 50.000 đâu. Nên em đánh 50.000 á là anh em đánh vào mà anh em bị mất ấy. Đừng nói là do game bịp. Đó mà 50.000 chả ai thèm bịp anh em đâu. 50.000 á chủ yếu á là nó bịp mấy thằng to chứ mấy thằng bé bé như này á là nó bịp mấy thằng to. Anh em lỡ anh em đánh theo thì là trâu bò đánh nhau thì ruồi muỗi chết thế thôi. Đó thì anh em 50.000 này như anh em kiểu như kiểu ruồi muỗi ấy, thì anh em chết. Chứ còn anh em đừng có chuyện mà đánh 50.000, 100.000 hay là 200.000 thậm chí là 1 2 triệu. Anh em vào đặt đấy chỉ gọi là ruồi muỗi thôi, nó chết thế thôi. Ok chưa? Thì mình sẽ vào mỗi con game, ví dụ bây giờ mình sẽ vào Xích Bo xem cái cầu kèo nó như thế nào. Đó, bây giờ nó đang đi cầu đó là cầu cầu bệt này, xong ra cầu 22 này, 2 xong bắt đầu cầu nhảy 11 này. Cầu nhảy 11 này. Nó đang ở cầu 11 đúng không? Mình phát này mình sẽ đi vào chặn luôn này. Nó đang đi cầu 11 đây. Thì mình có thể mình vào mình ăn 1 2 tiếng thôi. Đó thì anh em đen thì anh em bị thôi. Có thể là nó sẽ bể cầu, nó bể cầu. Ví dụ nó đang đi cầu 11 này thì nó bẻ một phát nhảy lên cầu 22. Nó chưa đi đủ đó là 6 tiếng á mà nó bẻ lên cầu 22. Đấy là nó xem cái thằng lớn ấy, cái thằng lớn mà nó vào sớm ấy, cái thằng lớn ví dụ nhá. Ví dụ cái thằng lớn nó vào mình đang nó đang đi cầu 11 nhưng mà cái thằng lớn đang đi theo cầu 11 thì muốn nó vẫn cho thằng lớn ăn nhưng mà nó sẽ cho thằng lớn ăn vài tiếng xong nó sẽ bể đợi lúc thằng lớn mà đánh nó ấy, thì nó sẽ bể cầu một đợi mà cầu với kèo á nó sẽ cho máy vào. À, nó sẽ cho máy vào nó đánh nó bể một cái để cho chết đấy, nên là anh em đánh lì một cầu á, anh em cứ thấy cầu ngon ấy anh em theo mãi cầu đấy á thì không sớm thì muộn nó cũng bể cầu một phát thôi là em chết. Tốt nhất là mỗi cầu thì anh em nên đánh một hai tay thôi. Đó bây giờ tài này, cầu này mình không chắc được nó sẽ về cầu 22. Nếu như bây giờ nó về xỉu đấy, nó về xỉu thì chắc chắn thì nó sẽ đi đó là cầu 122 hoặc 123, không phải là chắc chắn 100%. Trừ khi mà dính vào thằng tay lớn ấy, tay lớn nó cũng theo cái cầu xỉu này, lớn này nhiều này thì đấy, thì nó sẽ theo tài nhiều này thì nó sẽ bẻ, nó bây giờ nó vẫn đi theo cầu 122 đúng không? Thì thế, đấy thằng lớn nó vào ấy thì vào nhiều á mà nó bắt đầu là nó không muốn cho thằng lớn ăn ấy, nó muốn bẻ thằng lớn thì nó vẫn đi cầu 22 ấy, thì nó bẻ một phát đấy. Nên là anh em đừng có nghĩ là đánh kiểu kẻ 1 2 triệu đổ xuống thôi. Anh em chỉ thuộc dạng đó là ruồi muỗi bâu vào thôi. Đó thì anh em chết thôi. Ok chưa? Thì đó thì anh em cứ vào chọn phòng anh em ăn 1 2 tay thôi anh em chạy ra. Bởi vì thường thường là mỗi phiên của nó thường có 6 cầu. Đấy, bình thường mỗi phiên của nó 6 cầu. Nó có bẻ hay không ấy là tùy vào thằng lớn. Đấy, nó cho bot vào để đánh để nó bẻ thằng lớn. Cho thằng lớn nó chết, mình là ruồi muỗi, mình vào lỡ mà mình theo thì mình chết thế thôi. Còn mình thông minh thì mình đánh mỗi tay vào tí, tìm được cầu nào, cầu con nào nó đẹp thì anh em vào theo một tí thôi. Vào baccarat này chẳng hạn như vậy, anh em soi được cái cầu con nào nó đẹp thì anh em đánh một hai phát thôi. Đó thì một hai phát anh em có thể đánh nhiều, đánh ít tùy anh em. Có thể anh em vẫn chết chứ không bao giờ mình có thể chắc chắn 100% cả. Đừng nói chuyện 100%. Game nào cũng thế thôi, game nào nó cũng bịp anh em nhá.
đừng có nghĩ là bảo game nào không bịp, mình nói thật chứ con nào chẳng bịp. Bây giờ đến con người với nhau ở ngoài sống đời thật còn bịp gần chết này, chứ nói chi đến cái trò chơi điện tử, đúng không? Ok chưa? Thì xem này, cái nào cũng chả có cầu à, nó chả ra cầu à, nghe nó đổi phiên rồi, không ra cầu được. Không ra cầu thì khó đánh lắm, khó mà bắt cầu lắm. Bắt cầu anh em chỉ cần bắt ăn một hai phát thôi. Con này thì chả biết nó cầu về phát cầu sau nó về cái bỏ mẹ gì. Chả biết về cầu sau về bỏ mẹ gì mà đánh luôn ấy. Gọi là mù tịt, gọi là đánh thì 50-50 thế thôi, chịu không biết. Con này nó cũng chả về luôn. Chả có cầu kèo luôn. Ok này, ra xem cái nào đây. À, sóc đĩa đi. Sóc đĩa này, còn 800k. Nó đang đi ăn bệt cầu chẵn này, được chưa? Phát này vào chẵn là nguy cơ được ăn, tỷ lệ ăn nó cao này. Đấy, sóc đôi biết ngay mà, nó đang bệt cầu chẵn rất cao luôn. Nên em chỉ vào 1-2 tiếng thôi, không sớm nó muộn nó bể thôi. Hiếm khi lắm mà nó đi bệt dài lắm. Bệt bao nhiêu? 1, 2, 2, 4, 5 năm mà. Nó thường thường đi 6 phiên mà. Thường thường đi 6 phiên. Nếu nó không có thằng lớn vào thì thường thường nó đi 6 phiên. 6 phiên thì phát này mình liều. Thì vẫn tỷ lệ nó đang là bệt chẵn. Đang bệt chẵn này. Ok, sấp đôi bệt chẵn này. Đấy, anh em xem cầu thì anh em đọc thôi. Mỗi tay anh em vào tầm 1-2 tay thôi. Ok chưa? Triệu 6 này. Triệu 6 nó đang bệt chẵn rất ngon luôn. Mình sẽ đánh thêm một tay nữa, tay nhẹ nhẹ thôi, tay này nhẹ nhẹ thôi. Bởi nó đi một phiên là 6 cầu rồi. Mình sẽ đi nhẹ nhẹ thôi. Tầm 50k. Nhẹ nhẹ vào nhẹ nhẹ thôi. À, nhảy anh tứ tử luôn à, tứ tử đỏ. Tứ đỏ. Triệu 7 rồi. Tứ đỏ à? Tứ đỏ thì phát này có thể là nó sẽ về bên đỏ, một là ba đỏ, một là ba đỏ. Hai là nó vẫn đi nguyên tứ đỏ. Nếu mà nó bể cầu thì nó sẽ về tầm 3 đỏ hoặc là tứ đỏ. Tứ trắng thì không, mình nghĩ không ra đâu. Đấy, biết ngay mà, bể cầu mà. Đấy, nó đi tầm 6 phiên thôi mà nó bể. Nếu đúng của nó 6 đi tầm 6 cầu là nó bể phiên. Đổi phiên mới. Ok chưa? Triệu 7. Thế chưa? Anh em chỉ cần xem soi cầu kỹ càng. Nếu như anh em không biết cách soi cầu ấy thì anh em sẽ chơi những cái trò chơi mà nó kiểu may rủi hơn. Còn anh em biết soi cầu ấy, thì anh em đấy. Tài xỉu này. Đang cầu nhảy này, tài này, đang cầu nhảy, phát này vào 100.000 vào xỉu này. Vào nhẹ nhẹ 200 vào xỉu này, đang cầu nhảy đấy. Nó trả rồi. Tiếng này tưởng nó húp, nó trả rồi. 1 2 3 4 5 6 lại 6 phát nhảy này. Cầu nhảy đang đi 6 7 này. 6 7 lần nhảy này. Nguy cơ nó chuẩn bị bể này. Chuẩn bị bể. Trừ khi ông lớn nào ông đi theo ấy, trừ khi ông lớn nào ông đi theo ấy thì nó mới giữ nguyên, nó vẫn bể, nó vẫn, trừ khi ông lớn nào đi theo ấy. Đấy, mấy ông lớn đi theo kìa, đi sang bên tài hết kìa, đang bể cả cầu bể kìa. Nhưng không biết nó bể không. Đấy, chết chưa? Thấy chưa? Mình bảo rồi, nó cho bót vào bên xỉu này, mấy ông lớn ông cứ vào bên tài này, nó bể cầu này. Đấy, nó xem mấy thằng lớn ấy, nó chủ yếu bắt mấy thằng lớn thôi. Mình là cái thuộc cái dạng ruồi muỗi rồi. Mình nhảy vào đánh 1-2 triệu chỉ dạng rồi muỗi thôi. Nó soi mấy ông mấy chục triệu với cả mấy trăm triệu thôi là chủ yếu. Còn đâu thỉnh thoảng nếu mà không có mấy ông lớn thì nó xem cái cửa nào đánh nhiều thì nó bể cửa đấy thôi. Thỉnh thoảng nó bể thôi, bể 1-2 phát thôi. Ok, bây giờ thì đấy, thì cách chơi vậy. Còn cách chơi của mình thì không biết. Còn mình thì mình vẫn chơi đó nhất, đó xích bo và bốc quyền trên dưới. Nó đơn giản, nó đơn giản, dễ chơi mà nó dễ mất. Mất cho nhanh, mất cho dễ. Ok chưa? Triệu 8 đó. Triệu 8 chứ 9 rồi, còn triệu 9. Mình sẽ đánh tầm 100k một phát. 6. Đấy, cứ lật trên dưới thế thôi. Anh em cách chơi như vậy. Còn anh em có thể là anh em chơi kiểu cách của mỗi cách, mỗi kiểu cách của anh em. Còn kiểu cách của mình đó là hãy chọn cầu, soi cầu. Và phòng nào có cầu đẹp thì đánh 1-2 phát thôi. Không cần đánh nhiều. Đánh nhiều theo nhiều thì nó cũng sẽ soi thôi à. Thỉnh thoảng nó vẫn chạy theo cầu thôi, nhưng mà thỉnh thoảng nó sẽ bẻ một phát, nó bẻ cầu này sang cầu kia đấy, nó bẻ phát như thế anh em theo lì là anh em dễ chết đấy. Tốt nhất là anh em vào xem cầu để kèo nào đẹp thì anh em đặt một một tay đấy, 1-2 tay đấy, nó chạy má nó xuống triệu mốt rồi đấy, vào đấy đánh mất cho nhanh anh em ạ. Triệu 8 cho bay luôn đi, đánh cho nhanh. 700, 500 sắp bay rồi.
Nếu nó không liều được phát nào nữa thì nó bay thế thôi. Đấy, lên 11 đẹp, 2 triệu, 2 triệu 3, 2 triệu 3 xịt ngay, 2 triệu 7. Tưởng bay mà vẫn chưa cho bay à? Đôi này, không về đôi à? 42, 62 gì nhục thế, đôi 4 đẹp thế. Hãy xóa chỗ 1. Còn cách chơi thì mình chia sẻ cách chơi như vậy, còn anh em là tin thì tin, anh em là chơi được chơi, không chơi được nghỉ. Liều thì theo phương thức của mình là đánh liều thì bán nhà thế thôi, chả gì đâu mà không liều thì còn lỗ, làm sao bán được nhà, phải liều mới bán được nhà, không liều ấy không bán được nhà đâu. 2 triệu này, cố gắng lên tầm 5 triệu thì đẹp, không có gì lại hết, 50k nó cũng không quan trọng lắm. Đánh những tay to to mới gọi là ớn người cơ. Có những buổi livestream mình đánh tầm vài ba trăm triệu mình ớn người luôn, khóc thét nước mắt luôn. Năm vẫn 2 triệu lên quanh mãi mức 2 triệu. Ăn mùa hạ ăn tầm 2 tiếng to đẹp. 3 triệu rồi. Cố lên. Ui, đôi bà xịn thế nhỉ. Không còn gì mà nó nuối tiếc nữa. Bốn này không lên được. 10 này, ôi rồi cứ phải gọi là ới giời ơi anh em ạ. 200k một phát thì căng lắm, 10 phát nữa là coi như bay, 10 phát nữa không về thì là bay thế thôi, đơn giản chả gì đâu, 10 phát nữa không về thì bay. 6 xuống đêm nào, xịn luôn. 11 5 xuống 6 ấy, 8 xuống 6 nhục. Triệu 1 à, triệu 1 thì nhặt ngay. Được phát nào liều liều, liều liều bán được nhà anh em ạ. Không liều không bán được nhà đâu. 2 triệu 4 vẫn lâu mới chết. Lâu chết thế nhỉ, vẫn chưa chết được. Đôi bài nhục 9 lại ông 7, 9 lên 9 xuống 8 nhục, 12 xuống 11 nữa cơ, 5 nữa, 7 nhục quá nhỉ, là triệu bạc rồi, còn triệu bạc rồi. Hết cho nó nhanh. Này. 7 3 lên 7 đôi. Lại gãy, chịu nó gãy đấy. Rồi lại còn 2 triệu quanh đi còn lại, vẫn còn 2 triệu quanh đi còn lại, mãi mức 2 triệu anh em ạ. Chơi rất chi là khắm. 7 lên 10 liều phát nhiều này. Nó bây giờ nó lên 11, 12 đẹp này. Ui dồi ôi, mẹ ơi, 13 củ. 7 lên 10, lên 11. 15 triệu, sao không lành, ngon lành, không nói nhiều, 15 củ. Ăn qua 7 lên 10, lên 11. 7 lên 10, 10 xong 10 lên 11. Ok này, bây giờ mình xin phép rút tiền luôn này. Không nói nhiều. Một pha thì phải gọi là quá tuyệt vời anh em ạ. 7 lên 10 ăn luôn, sốc luôn. Còn gì nữa đâu, không mong chờ. Ok chưa? Bye bye chào mọi người nhá. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. 50k làm ngon quả 15 triệu.